Thì hôm nay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có buổi chuyện với lãnh đạo cũng như là mọi người đang huấn luyện của Bóng đá Việt Nam tham dự giải của chúng ta SEA Games 26. Hôm nay thì chúng tôi có mời đội trưởng Thành Lương. Thế nhưng mà vì là có một cái việc bận cuối năm, Thành Lương đã xin phép là không có mặt. Trong chương trình thì chúng tôi có mời đội trưởng Thành Lương tham gia. Thì dự thì về phía lãnh đạo tổng cục thì chúng ta có đồng chí Nguyễn Đức Phấn là vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao. Thế còn thì về phía liên đoàn thì là có 3 trong 5 ủy viên thường trực của ban chấp hành. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đi công tác vắng tại Nhật Bản. Phó chủ tịch Lê Dũng bật công tác trong thành phố Hồ Chí Minh cùng với lại việc chuẩn bị thành lập như chúng ta biết rồi thì một phần. Thế thì ở đây thì chủ tịch có giao cho phó chủ tịch Hồng Ngọc Viễn, tôi với lại đồng chí Nam Hùng là ủy viên thường vụ là chủ trì cái cuộc họp với lại đoàn, lãnh đạo đoàn. Thế thì về lãnh đạo đoàn thì có anh Trần Quốc Tuấn là tổng thư ký nhưng mà trưởng đoàn, và với lại ban huấn luyện thì thiếu mất là cho anh Nguyễn Văn Sĩ, đang hình như là anh đi vào trong công tác trong Gia Lai rồi phải. Cho nên là hiện nay thì chỉ có huấn luyện viên trưởng Phan Cô Gus, ông Phan Thanh Hùng, ông Nguyễn Văn Phụng và Phùng Thanh Phương. Đấy. Và trợ lý ngôn ngữ Trường Minh. Thế thì thưa các nhà báo, là cái việc mà tổng kết xong cái giải là một câu chuyện bình thường. Trước hết là chúng ta phải nói rằng là đây là cái công nghệ bình thường. Thế thì tất nhiên là chúng ta vừa rồi thì chúng ta đã không đạt được cái kết quả trong cái giải vừa rồi, thì cái việc tổng kết nó lại có một cái tầm quan trọng hơn. Có nghĩa là cái việc mà viết những cái bản tường trình, bản tổng kết sẽ phải đòi hỏi cái thời gian suy nghĩ sâu sắc hơn. Cho nên là ngày hôm nay thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mới tổ chức được cái lần đầu tiên đấy, vì mọi người đã bảo đây, tôi đọc báo ở đây là cuộc thứ hai thì chưa có cuộc nào cả, đây mới là cuộc đầu tiên là liên đoàn làm việc với lại ban huấn luyện. Thế thì trong tay chúng tôi thì gửi đến đây thì có 2 bản báo cáo, một bản báo cáo của trưởng đoàn ông Trần Tuấn ký và một bản báo cáo là của ông Phan Cogus huấn luyện viên trưởng ký. Thì hai cái bản báo cáo này cũng có những cái điểm mà đề cập là trùng nhau, nhưng mà ở dưới những cái góc độ khác nhau, dưới góc độ mà anh quản lý đó, về chung, và dưới góc độ là cái người quản lý về chuyên môn, chức trách nhiệm về chuyên môn thì nó có cái khác nhau, nhưng mà về cơ bản nó cũng có điểm chung. Tập trung vào hai cái vấn đề chính, một là cái công tác chuẩn bị của đội tuyển của chúng ta, và hai là trong cái quá trình tham gia giải thì chúng ta cũng báo cáo của cả hai thì đều là tập trung vào, tôi cứ nói là báo cáo của đội đấy, thì tập trung vào hai cái công tác này. Thì chúng tôi cũng xin có những cái nhận định sau khi mà đã nghe các cái bản báo cáo, và sau khi đã trả lời, nghe những câu trả lời, chúng tôi đặt câu hỏi và chúng tôi nghe những cái câu trả lời từ phía ban huấn luyện. Ban huấn luyện ở đây thì là có huấn luyện viên trưởng và chỗ anh Phan Thanh Hùng có phát biểu. Thế còn thì liên đoàn có kết luận một cái số cái vấn đề như sau. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ có cái kết luận, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về những cái trả lời cụ thể hơn của trong cái báo cáo của ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển. Về công tác chuẩn bị thì như chúng ta biết
là có câu hỏi đặt ra về cái thành phần ban huấn luyện như thế nào. Thì câu trả lời là ban huấn luyện như chúng ta là thế là vừa đủ. Ban huấn luyện chúng ta có trách nhiệm và có chuyên môn. Nếu còn một cái gì đó mà chúng ta cần thêm đó, thì có nghĩa là cần phải thêm một cái chuyên gia về tâm lý. Đối với những cái đội tuyển của chúng ta trẻ thì cái sự có mặt của cái chuyên gia này cũng rất là quan trọng. Cái vấn đề thứ hai ấy, trong công tác chuẩn bị là về tuyển chọn vận động viên. Thì như vậy là được đánh giá là chúng ta đã cố gắng làm những mức tối đa và cái kết luận là không bỏ sót, trừ cái trường hợp của Lê của tiền đạo thì đấy bị chấn thương. Lê Tuấn nhỉ? Anh Tuấn thì bị chấn thương. Thế còn thì chúng ta đã có cái quá trình tuyển chọn rất là công phu để có được 30 cái tên, để cuối cùng chúng ta có 20 cộng 1 tên ghi vào trong cái danh sách, và có sự tham vấn của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, có sự tham vấn của các huấn luyện viên của các cái câu lạc bộ. Thì có thể đánh giá là công tác tuyển chọn đội động viên nói chung ấy, là đánh giá một câu chung là không bỏ sót. Thì đấy là cái đánh giá là như vậy. Về thời gian huấn luyện thì 2 tháng như vậy là vừa đủ trong cái thời gian huấn luyện. Về cơ sở vật chất cho cái tập huấn thì phải nói nó có 2 cái. Một là cái cơ sở vật chất thì cũng đã chúng ta cố gắng dành những điều kiện tốt nhất, nhưng mà vẫn còn phải theo các cái trợ lý huấn luyện viên ý, thì còn cần phải trang bị một cái tốt hơn nữa, đặc biệt là một số cái dụng cụ tập luyện có tính năng nó specific, nó đặc hiệu hơn nữa cho trong cái công tác luyện tập của mình. Về cái chế độ dinh dưỡng thì là đã được cải thiện, nhưng vẫn cho lại đánh giá là cũng vẫn là chưa đủ. Và đặc biệt là cái kỷ luật ăn uống của cầu thủ, thì cái giáo dục về kỷ luật ăn uống của cầu thủ, kỷ luật dinh dưỡng của cầu thủ là chưa tốt, cho nên là nó dẫn đến là cũng có thể là cái thể lực ở trong những cái lúc nào đó là chưa được tốt. Chúng ta đã tổ chức 2 cái giải đấu, thì 2 cái giải đấu này được đánh giá là cần thiết và thành công. Tuy nhiên ấy, thì là cái đối tượng cho 2 cái giải đấu này thì chúng ta sẽ phải xem xét thêm. Chúng ta có một cái khó là lần này là cái bốc thăm của chúng ta nó quá gần, cho nên chúng ta không lựa chọn được cái chuyện đó, nó ảnh hưởng đến cái đội mà chúng ta mời. Thế nhưng mà sau này thì chúng ta phải rất chú ý hơn. Có những ý kiến nói là cái phải xem thêm về cái đối tượng như thế nào đó cho nó phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng là không nên cái đối tượng nó gần sát chúng ta như thế này, mà trong cái giải đấu này thường là những cái đội nó có cái trình độ vượt trội, để cho không phải là chỉ cầu thủ mà nó còn bộc lộ những cái rất quan trọng trong việc điều hành của ban huấn luyện. Anh đá với một đội mạnh hơn thì cầu thủ bộc lộ đã đành, nhưng cái chỉ đạo từ băng ghế huấn luyện cũng là một cái. Cho nên là nếu đá được với những cái đội mà tốt hơn, nghĩa có trình độ cao hơn, thì nó sẽ có cái thuận lợi.